đang ngủ trưa, trẻ mầm non khóc thét vì bị bảo mẫu lôi dậy thô bạo. Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại và mạng xã hội lan truyền đoạn phim ghi lại vụ việc này khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc. Theo đoạn phim ghi lại, lúc hơn 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2022, hết giờ ngủ trưa, nữ giáo viên mầm non thấy hai cháu bé vẫn ngủ liền ra gọi dậy. Sau khi lôi bé gái dậy theo cách thô bạo, khiến cho bé ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, thì sau đó cô giáo tiếp tục lật chăn, lôi một bé trai khác dậy theo cách tương tự, khiến cho bé hoảng sợ khóc toáng lên. Sự việc được phụ huynh phát hiện qua hệ thống camera và ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội để tố cáo hành vi thô bạo của nữ bảo mẫu. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Ban Mai trên địa bàn và đơn vị này đã nắm được thông tin và đã yêu cầu nữ giáo viên viết bản tường trình theo lãnh đạo địa phương thời điểm đó hết giờ ngủ trưa cô giáo gọi trẻ dậy để ăn nhưng không dậy nên đã lôi hai cháu dậy theo cách phản cảm phụ huynh đã làm việc với cô giáo và cô đã nhận thức rõ hành vi của mình gửi lời xin lỗi gia đình các cháu lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hồng hà cho biết thêm Cơ sở mầm non tư thục này mới thành lập được khoảng 3 tháng, đã trình hồ sơ để xin cấp phép. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này chưa đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cơ sở vật chất khác nên không cấp phép, đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động hai lần. Tuy nhiên, cơ sở vẫn lén lút nhận trẻ. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà, ngoài đình chỉ hoạt động, xã cũng cho phát loa thông báo người dân không được cố tình gửi trẻ ở cơ sở này.